Chương 2021, viên bộ thưởng cho, đặc thù phối phương. 1, năm Đối mặt An Lương phân phó, biên tiểu cương giáo sư tất nhiên là bằng lòng, tốt, ta lập tức xử lý. Còn có một việc tình. An Lương nhắc nhở nói. Cái gì? Biên tiểu cương hỏi. Ngoại trừ nghiên cứu đào keo sự tình, ta hy vọng biên giáo sư đem trọn cái thập lý vịnh thực vật, từ đầu tới cuối đều nghiên cứu một chút, nhìn còn có cái gì bỏ sót. An Lương nhắc nhở nói. Biên tiểu cương cười khổ đáp lại tốt ta sẽ xử lý chuyện này bất quá tiểu an tổng không nên ôm hy vọng tương tự tốt biến dị xác suất vô cùng vô cùng vô cùng thấp ta không có ôm hy vọng ta chính là muốn nhìn một chút có hay không cá lọc lưới an lương thuận miệng đáp lại song phương lại trao đổi khoảng khắc mới chỉ có kết thúc trò chuyện chờ các loại an lương gỡ xuống ống nghe điện thoại lý tịch Nhan cùng diêu kỳ còn có quách vũ tình ba người đều tò mò nhìn về phía an lương an lương nói rõ đơn giản một phen lý tịch nhang sau khi nghe xong nàng cảm giác hứng thú nói chúng ta trở về thịnh khánh sau đó ta muốn đi xem tốt an lương đáp ứng nói diêu kỳ ở một bên chuyện xưa nhắc lại tịch nhan ta chuẩn bị nghỉ hè thời điểm đi thịnh khánh du ngoạn tốt hoan nghênh quan lâm lý tịch nhan nhiệt tình nói ngươi qua đây có thể ở nhà của chúng ta diêu kỳ trước nhìn thoáng qua an lương sau đó mới chỉ có cảm tạ đáp lại vậy thì cảm ơn tịch nhan ta đến lúc đó nhất định đi quấy rối ngươi an lương trong lòng âm thầm thở dài cái này tiểu khờ khờ còn chưa ý thức được Diêu Kỳ có chuyện. Tục ngữ nói ba nữ nhân thành một cái chợ, Lý Tịch Nhan cùng Diêu Kỳ, còn có Quách Vũ Tình, ba người một hồi thảo luận kỳ thi cuối sự tình, một hồi thảo luận ngày mai đi dạo phố sự tình. An Lương thỉnh thoảng cắm hai câu. Sau một lát, nướng sinh hào cùng nướng sò biển, cùng với hấp muối con trai vương đưa lên, An Lương phát hiện hấp muối con trai vương cư nhiên ăn thật ngon, hấp muối nấu nướng phương thức bảo lưu lại con trai vương tươi mới vị, xác xác thật thật ăn ngon vô cùng. Ken, ký chủ thưởng thức được làm người ta hai mắt sáng lên mỹ thực thu được một phần ngẫu nhiên gói quà lại là đã lâu mỹ thực thưởng cho theo an lương thưởng thức mỹ thực càng ngày càng nhiều một dạng mỹ thực đã không cách nào đơn giản đã động an lương an lương đã thật lâu không có từng thu được mỹ thực thưởng cho ken chúc mừng ký chủ mở ra ngẫu nhiên gói quà thu được đặc thù phối phương thưởng cho đặc thù phối phương nếu như ký chủ thu thập lông đào thụ lâm đào keo lại thu thập lông đào thụ lâm đào hoa đem hai người rút ra tinh hoa chế tác thành đào hoa giả tinh dưỡng bộ mặt màng sẽ được đặc biệt mỹ dung cư madara dưỡng nhan chặt da hiệu quả đặc thù phối phương hiệu quả dĩ nhiên là mỹ dung cư madara dưỡng nhan chặt da sao cái ý nghĩ này thưởng chắc là đào keo tưởng thưởng nguyên bộ thưởng cho chứ làm sao hiện tại đã qua hoa kỳ xem ra chỉ có sang năm tài năng mới có thể thử một chút cụ thể hiệu quả an lương thật vui vẻ nhận thưởng cho nếu như cái này một phần thưởng cho thật sự hữu hiệu quả an lương cảm thấy giá trị của hắn thậm chí vượt qua đông thanh tử dù sao nữ nhân ở Mỹ dung khư Madara dưỡng nhan chặt da phương diện tiêu phí năng lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Xét thấy hấp muối con trai vương mang đến Mỹ thực thưởng cho, An Lương đang mong đợi những thứ khác thái phẩm hay không còn có thể mang đến mới Mỹ thực thưởng cho. Bất quá An Lương rõ ràng cho thấy nghĩ đến nhiều lắm. Ngoại trừ hấp muối con trai vương ở ngoài, vô luận là tỏi dung bột tần tôn hùng, cũng hoặc là là các bôn nướng đế vương, cùng với hiện nướng bạch tuộc toàn bộ đều không có thu được Mỹ thực thưởng cho. Thịnh Khánh, Thập Lý Vịnh trọng hồng lâm thu được an lương phát tới tin tức hắn trước tiên điều chỉnh an phòng bố trí đem một bộ phận an phòng tuần tra lực lượng điều khiển đến đào thụ lâm khu vực chuẩn bị tiến hành suốt đêm tuần tra ngày mai ban ngày sẽ ở đào thụ lâm chu vi bố trí an toàn hệ thống theo dõi cùng hồng ngoại tuyến con cách còn có vận động hệ thống dò xét chờ các loại biên tiểu cương ở thập lý vịnh bên này thành lập một cái đơn sơ phòng nghiên cứu hắn từ đào thụ lâm lấy một ít đào keo xuống tới ở giảng dị phòng nghiên cứu trung biên tiểu cương kiểm tra một phen đào keo tình huống phát hiện những thứ này đào keo thoạt nhìn lên rất phổ thông, dường như căn bản không có điểm đặc biệt. Xét thấy sơ bộ kiểm tra đo lường không có vấn đề, Biên Tiểu Cương cắt một khối đào keo, đem một khối này đào keo ném cho một cái phụ trách tuần tra cẩu tử. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, vô luận cái gì giống cẩu cũng sẽ không ăn sống đào keo. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện. Cẩu tử cư nhiên ăn Biên Tiểu Cương ném tới đào keo, đồng thời loạn choạng đuôi, hiển nhiên là đang chờ đợi Biên Tiểu Cương ném càng nhiều hơn đào keo qua đây. Biên Tiểu Cương không có tiếp tục ném đào keo, Cậu tử muốn ăn sinh đào keo đã chứng minh rồi vấn đề, những thứ này sinh đào keo tuyệt đối có biên tiểu cương còn chưa phát hiện tình huống dị thường. Loại chó sinh vật ngửi giác linh mẫn độ là nhân loại 100 vạn lần ở trên. Biên tiểu cương hoài nghi là cậu tử nghe thấy được sinh đào keo trung đặc thù nào đó vật chất mùi, do đó kích thích cậu tử ăn tư sinh đào keo, chỉ là ở đơn sơ phòng nghiên cứu trung, biên tiểu cương không cách nào tin chuẩn đoán được. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, biên tiểu cương cho Trọng Hồng Lâm gọi điện thoại, hắn chuẩn bị làm một cái tiểu thực nghiệm tiến hành nghiệm chứng suy đoán nếu như nghiệm chứng đi qua biên tiểu cương liền chuẩn bị đăng báo cho an lương do đó tranh thủ đem đào băng gián trở về thịnh khánh đại học phòng thí nghiệm tiến hành càng tinh xác kiểm tra đo lường đối với cái này chút đào keo nghiên cứu biên tiểu cương phi thường tích cực hắn luôn cảm thấy những thứ này đào keo không đơn giản chương 2022, nói xong rồi không tức giận hai năm buổi tối tiếp cận 9 giờ trọng hồng lâm dựa theo biên tiểu cương yêu cầu từ bên ngoài dẫn theo hai cái cậu tử trở về một cái đần retriever một cái thông thường điền viên cẩu biên tiểu cương lại cắt hai miếng nhỏ đào keo phân biệt ném cho hai con cẩu tử vô luận là golden retriever vẫn là điền viên cẩu bọn họ đều ăn hết sinh đào keo quả nhiên có chuyện đi qua như vậy tiểu thực nghiệm biên tiểu cương loại bỏ thập lý vịnh công tác tuần tra cẩu dị thực thích khả năng tính dù sao hai con ngoại lai like cẩu tử vẫn là giống hoàn toàn bất đồng cẩu tử tuy nhiên đồng thời ăn sinh đào keo đó chính là sinh đào keo có chuyện biên tiểu cương lập tức cho an lương gọi điện thoại chờ đợi điện thoại sau khi tiếp thông, biên tiểu cương nói rõ trước mình làm tiểu thực nghiệm, sau đó mới, chỉ có, bổ sung nói, những thứ này đào keo quả thật có vấn đề, tiểu an tổng, ta có thể mang bọn họ mang về thịnh khánh đại học phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm kiểm tra đo lường sao. Đối mặt biên tiểu cương hỏi, an lương trực tiếp bằng lòng, không thành vấn đề, ta sẽ cho trọng chủ quản giải thích rõ. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy, cuối tuần khoái trá. Biên tiểu cương khách khí đáp lại. An lương lên tiếng cúp điện thoại. Chờ, các loại, sau khi cúp điện thoại, An Lương cho Trọng Hồng Lâm gửi tin nhắn, biểu thị cho phép Biên Tiểu Cương mang đi đào keo, bất quá phải làm kiểm tra, còn là muốn đối kháng ứng với kiểm tra. Thập Lý Vịnh an phòng kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, nếu như ở Thập Lý Vịnh bên, bên trong tiếp xúc đến Đông Thanh tử, cái kia ở lúc rời đi, liền sẽ trải qua phi thường nghiêm khắc kiểm tra, tài năng mới có thể ly khai. Lấy Biên Tiểu Cương giáo sư làm thí dụ, vô luận là biên giáo sư chính mình, vẫn là biên giáo sư mang tới trợ thủ, bọn họ ở lúc rời đi đều sẽ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Bao quát người. Giống như bao quát soát người, vẫn là vô cùng nghiêm khắc soát người, nhưng nghĩa an toàn công ty đặc biệt an bài nữ nhân viên an ninh qua đây, do đó đối với nữ tính phóng khách tiến hành soát người xử lý. Loại này nghiêm khắc kiểm tra an toàn, nhưng thật ra là làm cho ngoại giới nhìn, ý nghĩa là đối với bề ngoài rõ ràng đối với Đông Thanh tử coi trọng. Dù sao Đông Thanh tử hiệu quả thật tốt quá, nếu như an lương căn bản không lưu ý Đông Thanh tử an phòng, đó không phải là rõ ràng có chuyện. Những thứ này đều là chi tiết vấn đề càng mấu chốt là an lương kế hoạch quay chung quanh đông thanh tử làm một hồi âm mưu nếu như không có ngoài ý muốn trận này âm mưu có thể lừa gạt rất nhiều tiền cho nên phải đem toàn bộ tỉ mỹ đều làm đúng hạn biên tiểu cương cùng an lương kết thúc trò chuyện sau đó liền lại liên lạc trọng hồng lâm cho thấy muốn suốt đêm phản hồi thịnh khánh đại học tiến hành nghiên cứu ở một phen kiểm tra an toàn phía sau biên tiểu cương mang theo đào keo phản hồi thịnh khánh đại học sau đó ở trong phòng thí nghiệm đêm khuya ác chiến phía trước nghiên cứu đông thanh tử thành quả làm cho biên tiểu cương ở thực vật học giới lại trà một ít danh vọng, đồng thời ban bố vài thiên SC luận án, sở dĩ biên tiểu cương động lực 10 phần. Hơn nữa, An Lương cho thù lao làm cho biên tiểu cương rất hài lòng. Ma Đô Nam Dương Cảng Lưu Tam Lan Hải Sản xin nướng bài đương An Lương gọi thêm một phần hấp muối con trai vương, Lý Tịch Nhan cùng Diêu Kỳ, còn có Quách vũ tình ba người đã đình chỉ chiến đấu, mặc dù là hải sản, các nàng cũng rất tiết chế. Không sai biệt lắm buổi tối lúc 10 giờ, An Lương mang theo Lý Tịch Nhan cùng Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình tách ra. An Lương cùng Lý Tịch Nhan tự nhiên đi trước Dưỡng Vân An mang tử điếm, Diêu Kỳ thì mời Quách Vũ Tình đi nhà nàng làm khách. Ở trên đường thời điểm, Quách Vũ Tình thở dài hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi cần gì phải đâu? Diêu Kỳ phản vấn, nếu như ngươi có cơ hội cùng với An Lương, ngươi nguyện ý đi tranh thủ sao? Quách Vũ Tình trực tiếp phủ định đáp lại, ta không có cơ hội, Lý Tịch Nhan quá mạnh mẽ, lại tăng thêm hai người bọn họ là mối tình đầu kịch bản, một cái ngốc bạch điềm, một cái bá đạo tổng tài, nhất định chính là ông trời tác hợp cho ta không có khả năng có cơ hội nói đến đây quách vũ tình nhìn thoáng qua diêu kỳ ngươi cũng không có cơ hội diêu kỳ chỉ là mỉm cười không nói gì bởi vì từ góc độ nào đó mà nói quách vũ tình kỳ thực cũng không có nói sai dựa theo an lương cùng lý tịch nhan tình huống diêu kỳ thật không có cơ hội dù sao ở diêu kỳ biểu lộ cõi lòng sau đó an lương đã không phải là lần một lần hai cự tuyệt mà là mỗi một lần đều là tự tuyệt nhưng diêu kỳ trong lòng cũng có một cái phương án dự bị một phần vạn nàng tuyển trạch thỏa hiệp đâu dưỡng vân an mang tửu điếm cổ viện một nằm trong phòng lý tịch nhan đang ở nói thi sự tình an lương thuận miệng nói ngươi sẽ không rất tính chỉ chứ ngươi ở xem nhẹ ai lý tịch nhan hừ hừ sau đó nở nụ cười ngươi sẽ không đã rất tính chỉ đi đương nhiên sẽ không an lương khẳng định đáp lại ta toàn khoa đi qua mặc dù có một khoa có thể là trường học phương diện mang một tay nhưng thông qua liền là thông qua chỉ nhìn kết quả đúng không các ngươi bên này lúc nào ra thành tích an lương đem lý tịch nhan ôm vào trong ngực lý tịch nhan cũng rút vào an lương trong lòng đồng thời dãy dụa tìm một cái tư thế thoải mái không biết ngược lại sẽ ở lớp group thông báo ta cũng không có cụ thể hỏi ta lại không thể rất tính chỉ lý tịch nhan lòng tin 10 phần nói an lương cười ha ha đứng lên một phần vạn trúng chiêu đâu không thể ta thành tích rất tốt căn bản không khả năng rất tính chỉ lý tịch nhan như trước rất tự tin nói nói đến đây lý tịch nhan có chút ngượng ngùng nói ta có một việc cấp cho ngươi nói. Chuyện gì? An Lương nghi hoặc. Ta nói, ngươi cũng không nên tức giận hắc. Lý Tịch Nhan có điểm tiểu đáng thương dáng dấp. Ngươi nói trước đi, ta nhìn nhìn lại có tức giận hay không? An Lương đáp lại. Chương 2023, bị nguyền rủa đi. 3, năm Dưỡng Vân An Mang, cổ viện một nằm trong phòng, An Lương ngồi ở trên ghế salon, Lý Tịch Nhan rút vào An Lương trong lòng, nàng biểu thị có một việc muốn nói cho An Lương, còn trước giờ phòng hờ, làm cho An Lương không nên tức giận. Lý Tịch Nhan nũng nịu nói, ngươi đáp ứng trước ta nha. An Lương trước nhéo nhéo Lý Tịch Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn, mới, chỉ có, đáp ứng nói, được chưa được chưa, ta không tức giận, ngươi lại đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Lý Tịch Nhan yêu kiều hanh, ta bằng lái môn học ba sát hạch lại làm hỏng, còn không có bắt được cái này giá. An Lương không nói. Đối với cái này cái tin tức xấu, An Lương dường như cũng không có ngoài ý muốn. Lần này lại là làm sao làm hư? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan nói rõ, ngay từ đầu vốn là đều tốt, ta cảm thấy cũng có thể đi qua cuộc thi, sau đó có một cái người cưỡi xe đạp điện đột nhiên xông đi ra, ta phản ứng không kịp nữa, kế tiếp. An Lương tiếp lời nói, kế tiếp ngươi liền đụng phải hắn. Là hắn đụng phải ta nha. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương bắt đầu hoài nghi có phải hay không Vân Hải Dương Nguyền rủa Lý Tịch Nhan. Bằng không Lý Tịch Nhan thảm như vậy. Ngươi sẽ không tức giận chứ. Lý Tịch Nhan cẩn thận hỏi. An Lương vuốt ve Lý Tịch Nhan nhu thuận tóc dài, thằng nhóc ngốc ta làm sao có khả năng sinh khí ngươi không có việc gì thì tốt rồi không có thi qua sẽ không thi đậu học kỳ sau tiếp tục cố gắng lý tịch nhan tùng một khẩu khí ân ân ta học kỳ sau tiếp tục cố gắng an lương bắt đầu hoài nghi lý tịch nhan ở trong lúc học đại học có được hay không thu được bằng lái bởi vì dựa theo lý tịch nhan tình huống an lương đoán chừng thật là có độ khó tuy là an lương có biện pháp làm cho lý tịch nhan dễ dàng hơn thu được bằng lái nhưng đó là đối với lý tịch nhan không phụ trách cũng là đối với công cộng an toàn không phụ trách An lương không có khả năng làm loại chuyện đó. Sở dĩ An lương cần Lý Tịch Nhan đường đường chính chính đi qua bằng lái sát hạch, kỳ thực bằng lái sát hạch không khó chứ. Hạ gia hai tỷ muội dễ dàng thông qua sát hạch, nên nhược sương dễ dàng thông qua sát hạch. Đế đô mèo lớn cùng tiểu hồ ly tinh càng là ở tốt nghiệp trung học phía sau nghỉ hè mượn đến rồi bằng lái. Dù cho Bạch Nguyệt đều thật đơn giản thông qua điều khiển sát hạch, do đó lấy được bằng lái. Cái này bằng lái sát hạch đối với Lý Tịch Nhan mà nói vì sao khó như vậy? Võ quýt dày có móng tay nhọn sao? sau hơn nửa giờ một ván liên minh trò chơi kết thúc lý tịch nhan bị an lương ôm trở về giữa phòng ngủ nàng rút vào an lương trong lòng an lương ngươi nói chúng ta tương lai hài tử tên gì hay đây lý tịch nhan thuận miệng hỏi an lương phản vấn ngươi thích nam hài hay là con gái ngươi đây lý tịch nhan càng muốn biết an lương đáp án ta đều thích an lương đáp lại nếu như là nam hài tử vậy nhất định giống như ta lại soái lại có hình ngươi thật trang điểm lý tịch nhan hừ hừ An lương không có phản bác. Nếu như là nữ hài tử đâu, vậy nhất định giống như ngươi xinh đẹp, nhưng tốt nhất điêu thông minh một điểm, miễn cho học lái xe đều không học được đâu. A, à, ngươi cái này tên đại bại hoại. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. An lương hắc hắc cười xấu xa, ta nói sai sao? Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lý Tịch Nhan như trước hờn dỗi. Ta không phải khi dễ ngươi, ta còn có thể khi dễ ai? Song Thiên Phú chiến sĩ cường đại lại một lần nữa biểu hiện ra ngoài. Lý Tịch Nhan phát hiện song thiên phú chiến sĩ uy hiếp bờ, nàng khẩn trương nói, ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? An Lương hỏi sau đó, căn bản không có cho Lý Tịch Nhan trả lời cơ hội, hắn trực tiếp hôn lên Lý Tịch Nhan. Ván thứ hai liên minh trò chơi bắt đầu, cường đại song thiên phú chiến sĩ ở phụ trợ dưới sự phối hợp, dễ dàng thắng được thắng lợi. Làm tắm rửa thay y phục sau đó, Lý Tịch Nhan ở An Lương trong lòng đập hắn một cái. An Lương chỉ là cười cầm Lý Tịch Nhan tiểu thủ. Các ngươi ngày mai chuẩn bị đi đi dạo nơi nào? an lương hỏi lý tịch nhan đáp lại nói còn chưa biết chủ yếu là nghĩ ba người chúng ta tùy tiện đi dạo một vòng phải là lộc gia miệng hoặc là bên ngoài bãi ân hai địa phương này không sai an lương thuận miệng nói bóng đêm dần khuya lý tịch nhan ở an lương trong lòng ngủ an lương cũng ôm lý tịch nhan rơi vào mộng đẹp ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ lý tịch nhan đồng hồ sinh học để cho nàng tỉnh lại dù cho không phải đi học thời gian Lý Tịch Nhan đồng hồ sinh học vẫn ở chỗ cũ bình thường phát huy hiệu quả. Nàng xem xem còn đang buồn ngủ An Lương, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc An Lương mặt, hừ nhẹ nói, để cho ngươi khi dễ ta, hiện tại ngủ được cùng lợn chết giống nhau, ta muốn đem ngươi tranh thành đại ô quy. Lý Tịch Nhan nói còn hết, liền thận trọng rời giường, nàng ở Louis Vui Tông Tà trong sách tay lấy ra môi son, chuẩn bị lại cho An Lương họa một cái đại ô quy. Nhưng mà lần này kết quả cùng đã từng không giống với. Đã từng An Lương bị Lý Tịch Nhan tranh thành lão hổ, trên trán còn viết một cái vương, lần này Lý Tịch Nhan mới vừa chuẩn bị lại cho An Lương họa ô quy thời điểm, An Lương mở mắt. Chương 2024, Mượn Đao 4, 5 À, Lý Tịch Nhan đã đem môi son xoát đầu lấy ra ngoài, kết quả An Lương mở mắt. An Lương liếc một cái Lý Tịch Nhan động tác, thì biết rõ cái này tiểu khờ khờ chắc là lại muốn ác cảo hắn, dường như lần trước cho hắn vẽ một con cọp giống nhau. An Lương hừ hừ lấy hỏi, ngươi lần này vừa chuẩn bị vẽ cái gì? Ta không phải, ta không có, ngươi không muốn hoang uổng ta. Lý Tịch Nhan phủ nhận Tam Liên. Sau đó sẽ không có sau đó. Nàng muốn chỉnh đốn An Lương, kết quả bị An Lương trái lại kéo vào liên minh trong trò chơi. Chờ đợi một ván liên minh trò chơi kết thúc, đồng thời tắm rửa thay y phục phía sau, Lý Tịch Nhan đã không muốn nhúc nhích, nàng lại nện một cái An Lương. Không sai biệt lắm lúc 8 giờ, Lý Tịch Nhan nhận được quách vũ tình điện báo, nàng ở chuyển được lúc tiện tay điểm một cái máy phóng đại thanh âm. Tịch Nhan, ngươi cùng các ngươi gia nam bằng hữu tỉnh chưa? Quách vũ tình hỏi. An Lương trước một bước trả lời, nàng còn đang ngủ lý tịch nhan nở nụ cười quách vũ tình bất đắc dĩ đáp lại các ngươi sớm như vậy đã thức dậy sao quách nữ hiệp có chuyện gì không an lương phản vấn chúng ta là nhắc nhở một cái tịch nhan chúng ta ngày hôm nay đi dạo phố sự tình quách vũ tình nói rõ đi dạo nơi nào an lương phản vấn ngươi cũng muốn đi quách vũ tình đồng dạng phản vấn chẳng lẽ là không chào đón an lương lần nữa phản vấn quách vũ tình khẳng định đáp lại không chào đón xác thực không chào đón ngươi cùng tịch nhan thức ăn cho chó nhiều lắm chúng ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bị thương tổn hắc nói như ngươi vậy ta liền nhất định phải tới ta thích cho các ngươi cho chó ăn lương an lương nở nụ cười quách vũ tình bất đắc dĩ đáp lại được chưa được chưa ngươi đến cứ đến được rồi chúng ta bữa sáng dự định ở tại ma đô thác truyền hình bên cạnh vui nhớ tôn bóc vỏ bánh sủi cảo tốt chúng ta lập tức rửa mặt chuẩn bị xuất môn an lương đáp lại hành, chúng ta cũng không kém." Quách Vũ Tình đáp lại. Kết thúc trò chuyện sau đó, ở Diêu Kỳ trong nhà, Quách Vũ Tình chủ động nói rằng, An Lương cũng muốn qua đây. Diêu Kỳ yếu điểm, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Giống như hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ngày hôm qua An Lương cùng với Lý Tịch Nhan, ngày hôm nay các nàng ước Lý Tịch Nhan đi dạo phố, An Lương lại làm sao có khả năng không tới đâu. Quách Vũ Tình suy nghĩ một chút, mới chỉ có mở miệng nói, "Ta chuẩn bị ước một cái mã anh tuấn." diêu kỳ hơi chút sửng sốt sau đó liền suy nghĩ minh bạch đáp án thực sự có cần không diêu kỳ cau mày quách vũ tình thở dài ta cũng cũng nhớ nhưng hắn vẫn theo đuổi không bỏ đồng thời bất khuất bộ dạng ta căn bản không có tuyển rạch quách vũ tình nói tiếp ta đã nói cho hắn biết giữa chúng ta không có khả năng ta có cuộc sống mình muốn nhưng hắn hoàn toàn nghe không vào ý tứ của hắn chính là chúng ta sau khi tốt nghiệp cùng nhau nỗ lực nhất định sẽ qua chúng ta hy vọng qua sinh hoạt nhưng làm như vậy đối với nàng đã kích có chút lớn Diêu Kỳ nhắc nhở. Quách Vũ Tình thở dài, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn không có cho ta tuyển trạch, ta rõ ràng đều nói rất rõ, nhưng hắn vì sao liền không minh bạch đâu. Quách Vũ Tình không chỉ một lần từng nói với Mã Anh Tuấn, bọn họ song phương không thích hợp, nàng mong muốn là Mã Anh Tuấn cấp không nổi, nhưng Mã Anh Tuấn hoàn toàn không có tự biết mình, còn dây dưa đến cùng. Dưới tình huống như vậy, Quách Vũ Tình có thể làm sao? Quách Vũ Tình cũng không hy vọng xa vời Mã Anh Tuấn giống như An Lương Đại Phú Đại Quý, nhưng ít ra nhỏ hơn Khang Vô Ưu chứ. Nói thí dụ như sau khi tốt nghiệp có một bộ phòng cưới, miễn đi mướn phòng lan Bạc Kỳ Hồ, cái này một cái yêu cầu thực sự rất cao. Quách Vũ Tình dung nhan trị cho điểm cao tới 82 phân, thuộc về ngàm dặm chọn một cấp bậc, loại này dung nhan trị ở trong mắt người bình thường đã là tiên nữ cấp bậc. Mã Anh Tuấn biết Quách Vũ Tình xinh đẹp, sở dĩ theo đuổi không bỏ. Cái kia Quách Vũ Tình dựa vào cái gì không thể tuyển trạch tốt hơn điều kiện đối tượng. Diêu Kỳ đối với Mã Anh Tuấn ấn tượng có điểm sai, kỳ thực Mã Anh Tuấn không phải không tự biết mình, mà là Mã Anh Tuấn ở đạo đức bắt cóc lợi dụng hắn cùng quách vũ tình là trung học phổ thông bạn học hữu nghị do đó tiến hành đạo đức bắt cóc hy vọng lần này sau đó mã anh tuấn có điểm cải biến diêu kỳ nói rõ quách vũ tình hít một khẩu khí ta cũng hy vọng chín giờ sáng nhất khắc vừa qua khỏi an lương cùng lý tịch Nhan đã tới vui nhớ tôn bóc vỏ bánh sủi cảo cửa hàng khi bọn hắn đến thời điểm an lương trước một bước nhìn thấy mã anh tuấn an lương chủ động chào hỏi mã đồng học mã anh tuấn cũng nhìn thấy an lương cùng lý tịch nhang hắn vội vã đi tới chào hỏi An đồng học, ngươi cũng tới. Ân. An Lương lên tiếng, quách nữ hiệp cũng hẹn ngươi. Mã Anh Tuấn liên tục gật đầu, giống như, giống như nàng hẹn ta, bất quá ta phỏng chừng chính là qua đây sách túi. An Lương cười đáp lại, ta cũng là sách túi. Được rồi, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Còn không có đâu, đang đang chờ các nàng qua đây cùng nhau. Mã Anh Tuấn đáp lại. Chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài hơi nóng. An Lương đề nghị. Mã Anh Tuấn thoáng lưỡng lự, không tốt lắm đâu. An Lương cười đáp lại, vậy ngươi tiếp tục chờ đấy các nàng, ta và tịch nhan trước vào xem tiệm này ăn có gì ngon. Ân, ừ, cái này dạng cũng cũng, ta hỏi nàng một chút nhóm tới chỗ nào. Mã Anh Tuấn đáp lại. An Lương không nói gì nữa, hắn nắm Lý Tịch Nhan đi vào vui nhớ tôm bóc vỏ bánh sủi cảo trong điếm. Mới vừa vào điếm, Lý Tịch Nhan liền nghi ngờ nói, Vũ Tình cư nhiên kêu cái này mập mạp qua đây, thực sự là kỳ quái. Mập mạp. An Lương không nói. Mã Anh Tuấn chỉ là hơi mập được không? Tính một chút, dù sao cũng hơn mập khờ khờ được rồi. Trước đây Lý Tịch Nhan nhưng là đánh giá Mã Anh Tuấn là mập khờ khờ đâu. Chương 2025, lấy lòng mẹ vợ có vấn đề gì? Năm, năm. Vui nhớ tôn bóc vỏ bánh sủi cảo trong điếm. Lý Tịch Nhan nói tiếp, Vũ Tình tuyệt không thích hắn, Vũ Tình cũng từng nói với hắn, nhưng cái này cái mập mạp da mặt rất dày, tùy tiện nói như thế nào cũng không lưu ý, luôn là dây dưa đến cùng. Đối với Lý Tịch Nhan nói, An Lương căn bản không có ngoài ý muốn bởi vì mới vừa ở ngoài tiệm thời điểm an lương cùng mã anh tuấn ngắn ngủi vài câu giao lưu an lương liền phát hiện tình huống như vậy rõ ràng có thể tiến nhập trong điếm chờ đợi mã anh tuấn không phải là muốn ở ngoài tiệm đây là diễn cái nào một màn khổ tình đùa giỡn vẫn là thâm tình đùa giỡn đâu an lương đã từng cảm thấy mã anh tuấn cũng không tệ lắm nhưng đến tiếp sau tiếp xúc xuống tới an lương cũng chỉ có thể đối với mã anh tuấn lắc đầu thâm tình không thành vấn đề dây dưa đến cùng có chuyện nếu như thích một cái người ở ngoài sáng biết không xứng với đối phương thời điểm, vậy sẽ phải chính mình cố gắng, mà không phải đi dây dưa đến cùng cầu xin đối phương hạ thấp tư thái. Ái tình không phải cầu tới, cầu tới chỉ có thương hại. Có thể vì ái tình hèn mọn đến dường như trần ai, nhưng không có ai thích một hạt bụi ái tình. Biện pháp duy nhất chính là để cho mình biến cường. Nếu như là chân ái, liên biến mạnh dũng khí đều không có sao. Được rồi được rồi, chuyện của người khác, chúng ta không cần phải xen vào. An Lương cầm Lý Tịch Nhan tiểu thủ. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, ta ngược lại không thích cái kia mập mạp. Ngươi xem một chút muốn ăn cái gì? An Lương chọn lựa một cái ghế dài, ý bảo Lý Tịch Nhan chọn trước chọn của mình thích khẩu vị. Lý Tịch Nhan ra xét menu, vui nhớ tôm bóc vỏ bánh sủi cảo menu rất có cách điều viết lên giới thiệu vắng tắt, biểu thị vui nhớ tôm bóc vỏ bánh sủi cảo tôm bóc vỏ sử dụng mới mẻ tôm vàng rộn, còn tiêu trừ hà tuyến, do đó cam đoan tôm bóc vỏ bánh sủi cảo phẩm chất. Lý Tịch Nhan điểm tuyển 3 tôm bánh sủi cảo, một cái bánh sủi cảo bên trong bao hàm ba cái tôm bóc vỏ. An Lương nhìn xong menu, mơ hồ có một ít thất vọng cảm giác. Bởi vì cũng cũng chỉ có tôm vàng rộn nhân bánh sủi cảo mà thôi, đang bình thường người tiêu thụ quần thể bên trong tiếng tâm không sai, nhưng ở cao cấp ăn uống trong lĩnh vực thì hoàn toàn chính là cơ sở nhập môn. Nói thí dụ như vân cảnh quốc tế nhà trọ cung cấp thủy tinh sủi cảo hấp, liền khiến cho dùng bột tầng tôm hùng, tuy là mỗi một lồng giá cả cao tới 888 nguyên. Đồng thời vân cảnh quốc tế nhà trọ cung cấp hẹn trước định chế phục vụ. Nếu như Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương có cái gì muốn ăn, nói thí dụ như dùng đế vương thịt làm sủi cảo hấp, hoặc là vàng sủi cảo hấp, chỉ cần các nàng có ý tưởng, liền có thể đi qua quản gia áp trực tiếp hẹn trước định chế. An Lương không hứng thú lắm điểm thịt heo cải trắng bánh sủi cảo. Còn như rau hẹ hãm nhi bánh sủi cảo. Cùng đi nữ bằng hữu ước hội đi dạo phố ăn rau hẹ hãm nhi bánh sủi cảo, đó nhất định là thiếu đức A. Tiếp cận lúc 9 giờ rưỡi, An Lương cùng Lý Tịch Nhan bánh sủi cảo đã lên bàn, An Lương trước tiên ở Lý Tịch Nhan bên kia gấp một cái ba tôm bánh sủi cảo qua đây thưởng thức, mùi vị cũng rất phổ thông, thuộc về tôm bóc vỏ bánh sủi cảo tiêu chuẩn trình độ, Lý Tịch Nhan cũng mơ hồ thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ăn ngon bao nhiêu đâu, kết quả là cái này dạng phổ phổ thông thông nha. Lý Tịch Nhan nói tiếp, nó bên trong bỏ thêm trứng cá, ta không thích. An Lương tán thành gật đầu, xác thực cố gắng một dạng. Bảo bối, ngươi nếm thử ta bên này thịt heo cải trắng hãm nhi. Ân, ừ, ta thử xem. Lý Tịch Nhan gấp một cái thịt heo cải trắng hãm nhi bánh sủi cảo nếm thử, chờ, các loại, nuốt xuống sau đó, nàng nhổ nước bọt nói, ta cảm thấy thịt heo cải trắng hãm nhi ăn ngon hơn. Ta cũng hiểu được, an lương tán thành, bảo bối thích ăn bánh sủi cảo. Còn thật thích, nhưng muốn hãm nhi ăn ngon mới được. Lý Tịch Nhan đáp lại. Chúng ta đây trao đổi một cái. An Lương cùng Lý Tịch Nhan trao đổi bánh sủi cảo. An Lương là khẩu vị soi mói, nhưng cũng sẽ không lãng phí. Hắn ở Thiên Phủ Học Viện Kinh tế thời điểm, liền thường thường ở trường học đệ nhị nhà ăn giải quyết bữa trưa cùng bữa cơm. Lý Tịch Nhan cùng An Lương mới vừa trao đổi bánh sủi cảo, Diêu Kỳ ba người cuối cùng đã đi tiến đến, đồng thời hướng An Lương một bàn này đi tới. An Lương chọn lựa ghế dài thích hợp 4 người, nhưng bọn hắn có 5 người. Cuối cùng lựa chọn điều hòa xử lý, An Lương cùng Mã Anh Tuấn ngồi một loạt, Lý Tịch Nhan cùng Diêu Kỳ, còn có Quách Vũ Tình ba người gạt ra ngồi một loạt. Chờ, các loại, Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình ngồi xuống, tọa hạ, chuẩn bị điểm chọn thời điểm, Lý Tịch Nhan mà bắt đầu nhổ nước bọt, các ngươi điệp điểm ba tôm bánh sủi cảo, cái chiêu bài này bánh sủi cảo là thật khó ăn. Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình đều nghe đi theo Lý Tịch Nhan nhắc nhở, Mã Anh Tuấn thì đặc biệt điểm ba tôm bánh sủi cảo, chờ thêm bàn thời điểm, Mã Anh Tuấn nhiệt tình mời Quách Vũ Tình cùng Diêu Kỳ nếm một chút ba tôm bánh sủi cảo. Nhưng mà vô luận là Diêu Kỳ, vẫn là Quách Vũ Tình, đều trực tiếp cự tuyệt. Mã Anh Tuấn như vậy thao tác, nhất định chính là liếm cẩu bên trong liếm cẩu. Như thế nào giới định liếm cẩu hành vi? Cái gọi là liếm cẩu hành vi, cũng không phải là mua 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 đưa tiễn tiễn, mà là giao lưu cùng tặng lại. Lấy Lý Tịch Nhan cùng An Lương làm thí dụ, An Lương cho Lý Tịch Nhan mua mua mua, Lý Tịch Nhan nguyện ý cho An Lương tặng lại, đó chính là song phương bình thường lui tới. Luôn luôn một đám điếu ti cho rằng mua mua mua, đưa tiễn tiễn, chính là cái gọi là liếm cẩu. Đối với cái này chủng điếu ti, An Lương chỉ có thể nói bọn họ là tự ti. Chân chính liếm cẩu là tặng lễ, nhưng không có phản hồi về ứng với. Nói thí dụ như đối phương thu lễ, phát vòng bằng hữu, nhưng không nói là ai đưa, sau đó còn phải tiếp tục liếm, tiếp tục tiễn, đó mới là liếm cẩu. Lấy bây giờ làm ví dụ, Lý Tịch Nhan không thích ăn tôm bóc vỏ bánh sủi cảo, an lương có thể cùng lý tịch nhan thay đổi lý tịch nhan cũng nguyện ý cùng an lương thay đổi còn có thể cảm ơn an lương nàng minh bạch đó là an lương đang chiếu cố nàng nhưng đổi được mã anh tuấn trên người dù cho lý tịch nhan đã nhắc nhở qua ba tôm bánh sủi cảo không thể ăn mã anh tuấn vẫn là điểm chọn ba tôm bánh sủi cảo chỉ là vì làm cho quách vũ tình cùng diêu kỳ nếm một chút mùi vị kết quả diêu kỳ cùng quách vũ tình còn cũng không muốn loại này biết rõ không thể làm mà thôi mới chỉ có gọi liếm cẩu đang ăn bánh sủi cảo thời điểm Quách Vũ Tình cố ý gợi chuyện, An Đại Sư, chờ một lát đi dạo phố ngươi có cái gì muốn mua sao? An Lương liếc mắt một cái Quách Vũ Tình, hắn há có thể không minh bạch Quách Vũ Tình gọi Mã Anh Tuấn tới được ý đồ. Giỏ sách A. À, Mã Anh Tuấn đang suy nghĩ thải hồng đào đâu? Quách Vũ Tình rõ ràng cho thấy muốn mượn lần này đi dạo phố cho Mã Anh Tuấn tới một cái tiền tài thiết quyền giáo dục, do đó làm cho Mã Anh Tuấn biết khó mà lui. An Lương sẽ không để ý phối hợp một chút. Đến lúc đó nhìn nữa, sẽ phải cho tịch nhan mụ mụ mua một ít lễ vật. An Lương thuận miệng nói. Quách Vũ Tình cười phản vấn, bây giờ sẽ bắt đầu lấy lòng mẹ vợ rồi hả? Lấy lòng mẹ vợ cũng không thành vấn đề chứ. An Lương phản vấn. Dù sao An Lương lại có thể có cái gì tâm tư xấu đâu. Chương 2026, sai dị hóa đối đãi. Một, năm, hình ảnh. Dường như An Lương tốt như vậy nam nhân, còn có thể có cái gì tâm tư xấu đâu. Mã Anh Tuấn có chút kinh ngạc nói, An Đồng học gặp qua lý bạn học gia trưởng rồi hả? Đương nhiên, An Lương bình tĩnh đáp lại, ta và Tịch Nhan là trung học phổ thông đồng học. An Lương biết Mã Anh Tuấn cùng Quách Vũ Tình cũng là trung học phổ thông đồng học, sở dĩ An Lương mới, chỉ có, cố ý nhắc tới điểm này, hắn còn liếc mắt một cái Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình bất đắc dĩ, nàng biết lại bị việc tang lễ tiệm An Lão bản gián một phiếu sinh ý. Mã Anh Tuấn quả nhiên là nhãn thần sáng lên, hắn cũng nhìn về phía Quách Vũ Tình. Diêu Kỳ lộ ra tiếu ý, nàng suy đoán đây là An Lương cố ý. Đám người vừa ăn bữa sáng, vừa tán gẫu lấy nghỉ hè muốn làm cái gì, lân cận bữa sáng phần cuối, Mã Anh Tuấn chủ động trả tiền, An Lương cũng không có tranh, năm người bữa sáng cộng lại mới, chỉ có, không đến 200 khối mà thôi. Vô luận ai thanh toán không giống với sao? Làm sao đáng thương Mã Anh Tuấn, mặc dù vì bữa sáng tính tiền, hắn ở Quách Vũ Tình bên này cũng sẽ không tăng thêm nửa phần. Quách Vũ Tình muốn cũng cũng là loại này ân huệ nhỏ. Theo Quách Vũ Tình, Mã Anh Tuấn cho bữa sáng tính tiền, có một loại hoa tiền lẻ làm đại sự mùi vị. Ngược lại khiến người ta sản sinh một loại cảm giác không thoải mái vậy đại khái chính là không thích một cái người, vô luận đối phương làm cái gì đều chọc người sinh chán ghét chứ. Sau bữa ăn sáng, ba cái muội tử liền đi trước cách vách trung tâm tài chính quốc tế. An Lương cùng Mã Anh Tuấn câu được câu không tán gẫu, đại đa số thời điểm đều là Mã Anh Tuấn đang nói phúc đáng đại học sự tình, An Lương chỉ là thuận miệng phụ họa. Ma đô trung tâm tài chính quốc tế bên trong, Lý Tịch Nhan trực tiếp hướng Louis Y Tông đi tới, nàng càng ưa thích Louis Y Tông, mà không phải hêm. Lý Tịch Nhan cảm thấy hêm là trung niên phái nữ tuyển trạch. Được rồi. Cái này Tiểu Hàm Hàm Nguyên thoại là, đó là trung niên đại mụ tuyển trạch đâu. Ở trang phục phương diện, Lý Tịch Nhan càng ưa thích khả ái kiểu Gucci, nhưng ở bao túi tuyển trạch phương diện, Lý Tịch Nhan càng ưa thích Louis Vuitton. Lý Tịch Nhan cùng Diêu Kỳ, còn có Quách Vũ Tình ba người đi vào Louis Vuitton cửa hàng, An Lương cùng Mã Anh Tuấn theo ở phía sau, Mã Anh Tuấn ánh mắt trục một cái, bởi vì hắn biết Louis Vuitton đắt bao nhiêu. Tuy là Mã Anh Tuấn là ma đô bản thổ người, nhưng cũng không phải là mỗi một cái ma đô người đều rất có tiền. Đại lượng ma đô bản thổ đơn bản địa, kỳ thực điều kiện cũng rất bình thường. Ở Louis Vu Tông trong cửa hàng, Vương Mạng Mạng thấy Lý Tịch Nhan ba người đi tới, nàng vội vã nên đón chào hỏi, hoan nghênh quan lâm, Lý Nữ Sĩ. Lý Tịch Nhan nhìn thoáng qua Vương Mạng Mạng, mới, chỉ có, khẽ gật đầu, gần nhất có kiểu gì mới sách tay sao? Mời tới bên này, Lý Nữ Sĩ, chúng ta gần nhất bên trên mới ba khoảng sách tay, bao quát Bella Siri, Hina Siri, còn có PM người đưa thư bao Siri đẩy ra CRAFTI phiên bản. Vương Mạn Mạn vì Lý Tịch Nhan giới thiệu. Vương Mạn Mạn còn nhớ rõ Lý Tịch Nhan, không chỉ có bởi vì Lý Tịch Nhan phía trước cùng An Lương qua đây mua 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 một phen, cũng bởi vì Lý Tịch Nhan đầy đủ xinh đẹp. Quách Vũ Tình ở một bên âm thầm ước ao, nàng mặc dù không coi trọng đồng tiền, nhưng Lý Tịch Nhan có thể bị xa xỉ phẩm nhân viên cửa hàng nhớ kỹ, đồng thời chủ động ân cần thăm hỏi, chuyện như vậy như trước làm cho Quách Vũ Tình ước ao. Dường như nam sinh nhìn thấy thích Dream xe giờ giống nhau, nào có trong lòng bất sinh gần sóng. Diêu Kỳ bình tĩnh nhất, bởi vì Diêu Kỳ trong nhà tài sản siêu 10 tỷ, tâm tình của nàng phi thường ổn. Lý Tịch Nhan trước tiên tra xét PM người đưa thư bao series CRAFTI kiểu mới, màu đen áp vân hạt mặt da trâu, phối hợp ngà voi trắng cực lớn monogram in hoa, cùng với vẻ xấu phong cách quải sức, làm cho nguyên bản trung quy trung cũ PM series người đưa thư bao hiển nhiên tân sinh. Lý Tịch Nhan trực tiếp đem CRAFTI kiểu mới PM người đưa thư bao trên lưng thân, sau đó dò hỏi, Vũ Tình, Kỳ Kỳ, các ngươi cảm thấy xem được không? Quách Vũ Tình gật đầu, thật đẹp mắt. Diêu Kỳ Tán Thành nói, ta cảm thấy cái này CRAFTI kiểu mới thiết kế tốt vô cùng. An Lương, ngươi cảm thấy xem được không? Lý Tịch Nhan lại hỏi thăm An Lương ý kiến. An Lương nghiêm túc đánh giá, còn tả hữu đặc bộ, từ khác nhau góc độ lớn số lượng, cuối cùng gật đầu nói, thật không tệ. Lý Tịch Nhan đem CRAFTI kiểu mới PM người đưa thư bao lấy xuống đưa cho Vương Mạng Mạng, cái này một cái túi muốn. Mã Anh Tuấn ở một bên thấy có điểm đau răng, cái này liền muốn. Giá cả cũng không hỏi sao. Màu rám nắng lão hoa kinh điển khoảng PM người đưa thư bao giá tiền là 15, 900 nguyên, cái này một cái CRAFTI kiểu mới PM người đưa thư túi giá tiền là 24, 100 nguyên, chỉ là Lý Tịch Nhan cùng An Lương đều không có hỏi giá cả mà thôi. Bởi vì bọn họ biết PM người đưa thư bao series giá cả đều không phải là quá đắt. Quách Vũ Tình ở vừa hỏi, các ngươi có kinh điển khoảng PM người đưa thư bao sao? Vương Mạng Mạng đáp lại, xin hỏi có hội viên sao? Kinh điển khoảng PM người đưa thư bao là đứng đầu bên trong đứng đầu, quầy chuyên doanh trung bình thường đều thiếu hàng, hoặc là nhân viên cửa hàng xem người dưới đồ ăn điệp, khách quen có hàng, mới khách không có hàng, đó là cơ bản nhất thao tác. Ở xa xỉ phẩm tiêu thụ trong lĩnh vực, 80% lượng tiêu thụ đều là khách quen mang tới, sở dĩ mới khách bị phân biệt đối đãi rất bình thường, đặc biệt là linh tiêu phí mới khách trực tiếp muốn đứng đầu khoản, cái kia cơ bản cũng là không hàng. Có một chút giống như hem xứng hàng sách lược, nhưng thu liễm rất nhiều. Diêu Kỳ ở vừa cười nói rằng, Vũ Tình, ngươi có thể cho tịch nhan giúp ngươi mua, nàng hội viên đẳng cấp khẳng định có hàng. Tuy là bị Diêu Kỳ điểm phá huyền cơ, nhưng Vương Mạn mạng như trước sắc mặt tự nhiên. Dù sao ở xa xỉ phẩm tiêu thụ trong lĩnh vực, khách hàng như vậy đãi ngộ sai dị hóa, ngược lại sẽ làm cho khách quen cảm thấy có mặt mũi, do đó đối với nhãn hiệu càng trung thành. Chương 2027, kiếm không nhiều lắm, tâm tình đặc biệt khoái trá. 2, 5 hình ảnh. Louis Vuitton trong cửa hàng, đối mặt Diêu Kỳ vạch trần huyền cơ, Vương Mạng Mạng khẳng định đáp lại, nếu như sử dụng lý nữ sĩ tư cách hội viên, chúng ta vừa lúc đến rồi ba cái màu rám nắng lão hoa kinh điển khoảng TM người đưa thư bao. Vương Mạng Mạng vừa nói, vừa đem trình diễn dùng màu rám nắng lão hoa kinh điển khoảng TM người đưa thư bao lấy xuống đưa cho Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình nhận lấy xoải bước ở trên người, nàng hướng về phía toàn thân kính nhìn, sau đó hỏi, kỳ kỳ, tịch nhang, các ngươi cảm thấy thế nào? Diêu kỳ gật đầu, Louis Vuitton kinh điển lão hoa nha, vô công vô quá, kinh điển vĩnh cửu, khẳng định không có vấn đề. Lý Tịch Nhan tán thành, ta cảm thấy không thành vấn đề. Quách Vũ Tình nhìn về phía Vương Mạng Mạng hỏi, cái này một khoản giá tiền là? Vương Mạng Mạng đáp lại nói, màu rám nắng lão hoa kinh điển khoản giá cả khá là rẻ, chỉ cần 15, 900 nguyên, mới vừa Lý Nữ Sĩ chọn lựa CRAFTI kiểu mới cần 24, 100 nguyên. Rõ ràng đều là PM người đưa thư bao Siri, trên lệch giá lại có tiểu nhất vạn. Quách Vũ Tình trầm mặt khoảng khắc, mới, chỉ có, phủ định đáp lại, vẫn là đắt một điểm. Vương Mạng Mạng chỉ là vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười, cũng không có làm bất luận cái gì đánh giá, càng không thể nào có dẻo cực hành vi. Hai luxury nhãn hiệu điểm viên huấn luyện công tác làm được phi thường tốt, trào phúng khách hàng gì gì đó, cơ bản không có khả năng phát sinh. Hơn nữa, người bình thường ai không có việc gì đi hai luxury nhãn hiệu tiệm à. Sở dĩ quách vũ tình mặc dù không mua, vương mạng mạng như trước vẫn duy trì mỉm cười phục vụ. Phân biệt chỉ là ân cần hay không mà thôi. Diêu kỳ ở một bên đề nghị, chúng ta nhìn nhìn lại còn lại kiểu mới. Vương Mạng Mạng lại vì Lý Tịch Nhan giới thiệu, kiểu mới Hina Siri găng tay dùng dưới chiều rộng bên trên hẹp hình thang thiết kế, chỉnh thể thiên hướng trung linh gió, trực tiếp bị Lý Tịch Nhan ghét bỏ. Lý Tịch Nhan càng ưa thích khả ái kiểu. Khác một cái khoảng Bella Siri găng tay là Muria Siri găng tay tỉ muội khoảng thiết kế, bao thể thiết kế hầu như giống nhau như đúc, chỉ là tay cầm mang không giống với, đồng thời bỏ thêm một cái quải sức bọc nhỏ. Lý Tịch Nhan chọn trúng một cái màu hồng Bella Siri găng tay, nàng đưa tay túi xoải bước tại bên người, lần này trước tiên hỏi An Lương, ngươi xem một chút cái này một cái túi bao như thế nào an lương như trước nghiêm túc quan sát một phen mới khẳng định gật đầu ta cảm thấy không sai an lương am hiểu với ứng phó các cô em hỏi mỗi một lần hỏi nhìn có được hay không loại vấn đề này an lương đều sẽ trước tỉ mỉ quan sát mới có thể cho ra ý kiến của mình do đó cho thấy chính mình đối với hỏi thăm coi trọng làm như vậy chỗ tốt là tránh khỏi bị mùi tử nhổ nước bọt không để tâm mã anh tuấn ở một bên có điểm tê cả da đầu hắn mới vừa cũng nghe thấy vương mạng mạng nói giá cả hắn âm thầm suy đoán chẳng lẽ là Lý Tịch Nhan còn muốn mua? Khi lấy được An Lương khẳng định sau đó, Lý Tịch Nhan lại hỏi Quách Vũ Tình cùng Diêu Kỳ, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không dội nước lã. Cái này cũng muốn. Lý Tịch Nhan đem màu hồng Bella găng tay lấy xuống đưa cho Vương Mạn Mạn. Vương Mạn Mạn gật đầu, tốt, Lý nữ sĩ. An Lương ở một bên nhắc nhở nói, bảo bối, ngươi không muốn chỉ cho tự chọn, thuận tiện cho ngươi mụ mụ chọn một cái. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, ngươi muốn lấy lòng nàng, chính ngươi chọn. An Lương hai tay mở ra, quay đầu đối với Mã Anh Tuấn nhổ nước bọt, ngươi xem, đây chính là có bạn gái không xong chỗ, đi dạo phố thật phiền toái, đúng không? Mã Anh Tuấn xấu hổ, hắn nên trả lời thế nào đâu? Vương Mạng Mạng chủ động nói tiếp, An Tiên Sinh, chúng ta on the go siri cũng ra khỏi kiểu mới, ta nhớ được ngươi đã từng mua sắm quá kinh điển lão hoa khoản, hiện tại có muốn nhìn một chút hay không kiểu mới? Hành! An Lương đáp lại. Ở Vương Mạng Mạng dưới sự hướng dẫn, An Lương thuận tay chọn lựa một cái màu trắng sữa on the go kiểu mới túi sách, loại này túi tốt vừa lúc thích hợp lưu linh nhu cầu bởi vì lưu linh ở ngân hàng công tác đang làm việc trung cần chứa một ít văn kiện tư liệu cùng loại on the go như vậy túi tốt thích hợp hơn tm người đưa thư bao ngược lại không quá thích hợp bảo bối ngươi xem một chút còn có nó hắn sao an lương hỏi thăm lý tịch nhan lý tịch nhan phủ định đã không có những thứ khác sách tay khó coi an lương vừa nhìn về phía diêu kỳ cùng quách vũ tình các ngươi thì sao diêu kỳ phủ định quách vũ tình do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu phủ định. Mã Anh Tuấn đem quách vũ tình biểu tình thu ở trong mắt, nhưng hắn không có chủ động biểu thị, chủ yếu là 15, 900 nguyên đối với Mã Anh Tuấn mà nói cũng cũng là số lượng nhỏ. Diêu kỳ một mực tại len lén quan sát Mã Anh Tuấn, nàng phát hiện Mã Anh Tuấn thờ ơ sau đó, trong nội tâm thở dài, Mã Anh Tuấn ván này thua A. Các ngươi chờ một chút, ta đi trước tính tiền. An Lương nói một tiếng, theo vương mạng mạng đi hướng quầy thu tiền. Ở quầy thu tiền vị trí, An Lương hô, lấy thêm một cái màu rám nắng lão hoa kinh điển khoảng tm người đưa thư bao vương mạng mạng hơi chút sửng sốt một chút sau đó mới chỉ có hạ giọng nói an tiên sinh cần chúng ta làm sao đem cái này một cái túi đưa đi an lương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vương mạng mạng dỗ nước bọc nói đó là bạn gái của ta bạn cùng phòng cùng khuê mật thuận tiện tiễn một cái túi mà thôi nghĩ gì thế vương mạng mạng sắc mặt thoáng xấu hổ không có ý tứ an tiên sinh ta lập tức đi xử lý sau một lát vương mạng mạng đem bốn cái bao phân biệt trang bê lên rồi sau đó nói với An Lương, An Tiên Sinh, tổng cộng là 92, không nguyên. An Lương đem thẻ ngân hàng đưa tới, Vương Mạng Mạng làm việc, An Lương tiện tay treo một cái sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, chờ đợi trả tiền sau đó, may mắn một đời hệ thống lập tức gợi ý An Lương thu được cấp 3 phản hồi hiện. Sở dĩ An Lương bạch chơi bốn cái Louis Vuitton sách tay, thuận tiện còn buôn bán lời năm. 8 vạn nguyên. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ thật là, kiếm được không nhiều lắm, quan tâm tình phi thường vui mừng. Chương 2028, rất bận rộn. 3, năm hình ảnh. Tính tiền sau đó, An Lương mang theo mua sắm túi đi về tới, hắn đi tới Lý Tịch Nhan bên người, sau đó ghé vào Lý Tịch Nhan bên tai hạ giọng nói rõ tình huống, cuối cùng đem là hay không biếu tặng sách tay quyền lợi giao cho Lý Tịch Nhan. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như An Lương tự quyết định biếu tặng cho Quách Vũ Tình. A. À. Lý Tịch Nhan liếc một cái An Lương, nàng nhận lấy màu nâu sậm kinh điển lão hoa PM người đưa thư túi mua sắm túi sau đó đi hai bước đi tới quách vũ tình bên người. Vũ tình, hắn mới vừa mua hơn một cái PM người đưa thư bao, ta đã có cùng khoản, sở dĩ tặng cho ngươi. Lý tịch nhan chủ động nói. Quách vũ tình chần chờ nhìn lấy lý tịch nhan, sau đó vừa nhìn về phía an lương. Mã anh Tuấn cao mày. Diêu kỳ vẫn bí mật quan sát mã anh Tuấn, nàng tự nhiên phát hiện mã anh Tuấn ở cao mày. An lương ở một bên khuyên bảo, quách nữ hiệp, ngươi hãy thu A, cảm tạ ngươi bao dung nhà của chúng ta tịch nhan. Quách vũ tình đùa dẫn đáp lại, Nói như thế, ta là hẳn là nhận lấy, dù sao nhà các ngươi tịch nhang một số thời khắc tức chết người không đền mạng. Diêu kỳ tán thành, xác thực. Một số thời khắc nhà các ngươi tịch nhang xác thực quá khinh người, mấu chốt là nàng cũng không cảm thấy làm giận. Lý tịch nhang phản bác đáp lại, ta thật không có được không? An lương cười ha ha lấy, đúng đúng đúng, nhà của ta bảo bối tuyệt không làm giận. Quách vũ tình nhận lấy lý tịch nhang đưa tới Louis Vuitton mua sắm túi, ta sẽ không khách khí. Diêu kỳ ở vừa làm trò đồ nói, vũ tình có lễ vật, ta cũng không có sao. An lương nhổ nước bọt, ngươi mình chính là đại phú bà được rồi. Lý tịch nhan tán thành, đúng đúng đúng, ngươi chính là đại phú bà, chờ một chút ăn cơm buổi trưa, đại phú bà mời khách. Diêu kỳ bất đắc dĩ đáp ứng. Mã anh Tuấn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nói tiếp, hắn đột nhiên bắt đầu lý giải quách vũ tình. Gần tới trưa, Mã anh Tuấn mượn cớ ly khai. Lý tịch nhan nghi ngờ nói, mập mạp đi như thế nào. An lương nhìn thoáng qua quách vũ tình, mới, chỉ có, đáp lại nói, Hắn nói trong nhà có sự tình chứ. Ân ân, mập mạp đi cũng tốt, chờ một chút chúng ta đi ăn cơm trưa, bốn người tốt ngồi một điểm. Lý Tịch Nhan đáp lại. Đáng thương mã anh tuấn. Hắn ở Lý Tịch Nhan trong lòng, cư nhiên vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng chỗ ngồi vấn đề. Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đồng thời đều nhìn về phía An Lương, tựa hồ đang nhổ nước bọt, đây chính là Lý Tịch Nhan khiến người ta dở khóc dở cười tình huống. Lân cận một giờ chiều, Lý Tịch Nhan ba người mới chỉ có đi dạo mệt mỏi cuối cùng chọn lựa một nhà sukiyaki ăn cơm trưa. Ở sukiyaki trong điếm, Diêu Kỳ chủ động hỏi, các ngươi ngày mai lúc nào trở về? Lý Tịch Nhan nhìn về phía An Lương, nàng đều nghe An Lương an bài. An Lương suy nghĩ một chút, mới, chỉ có, đáp lại nói, ngày mai tỉnh ngủ liền xuất phát, dự tính ở Thịnh Khánh ăn cơm trưa. Diêu Kỳ thử dò xét hỏi, ta muốn đi Thịnh Khánh du ngoạn, ta và các ngươi cùng đi. Tốt. Lý Tịch Nhan đáp ứng nói. An Lương thuận miệng đáp lại, ta sau khi trở về hơi có chút vội vàng, chúng ta gia chuyện của công ty, còn có lão gia bên kia trồng trọt vườn cũng có một chút sự tình cần xử lý, ta chuyện của công ty mình đồng dạng cần xử lý. Ở người trưởng thành trên thế giới, làm hỏi đối phương có đáp ứng hay không thời điểm, nếu như không có minh xác bằng lòng, đó chính là cự tuyệt. An Lương tìm một đống mượn cớ, các loại vội vàng gì gì đó, đó chính là ở cự tuyệt. Diêu Kỳ nhìn lấy An Lương. An Lương bình tĩnh nói, "Bảo bối, nếu như Diêu Kỳ đồng học muốn đi chúng ta thịnh khánh, chính các ngươi chơi, ta bên này nhiều chuyện." Lý Tịch Nhan gật đầu, ân, tốt. Kỳ kỳ, ngươi ngày mai cùng chúng ta cùng đi thì tốt rồi, ta mang ngươi chơi. Diêu Kỳ lắc đầu, tính rồi, nhà các ngươi nam bằng hữu rõ ràng không chào đón. Ta xác thực không chào đón, ngươi đi thịnh khánh, ngoại trừ biết chiếm lấy bảo bối của ta, ngươi còn biết gì? An Lương đùa dẫn nói. Lý Tịch Nhan yêu kiều hanh, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Diêu Kỳ vẫn là cự tuyệt nói, chờ các ngươi gia nam bằng hữu làm xong rồi, ta tới nữa a. À. An Lương rất muốn nói hắn hẳn là bận biệu không xong, nhưng An Lương lựa chọn sáng suốt trầm mặt. Yên lặng là vàng hắt. Sau cơm trưa, Lý Tịch Nhan ba người lại bắt đầu đi dạo phố, An Lương biểu thị đi dạo bất động, mỗi một lần vào điếm, An Lương đều trực tiếp đang nghỉ ngơi khu chờ đợi. Buổi chiều không sai biệt lắm lúc 5 giờ, các nàng rốt cuộc đi dạo xong. Tiếp cận 4 giờ đi dạo phố, cuối cùng một cái người mua một chi son môi. An Lương rất muốn nhổ nước bọt, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, hà tất tìm phiền toái cho mình đâu. Vũ tình, kỳ kỳ, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Lý Tịch Nhan chủ động hỏi. An Lương vội vã chen vào nói, các nàng không muốn ăn, chúng ta hay là trực tiếp trở về đi. Quách Vũ Tình cùng Diêu Kỳ đều nở nụ cười, các nàng cuối cùng buông tha An Lương. Diêu Kỳ chủ động nói, ta buổi tối muốn về nhà ăn cơm. Quách Vũ Tình cũng tán thành, ta cũng là, ta ngày hôm nay đã muốn về nhà. Nói đến đây, Quách Vũ Tình lần nữa nói tạ, An đại sư, Tịch Nhan, cảm ơn các ngươi. Không khách khí về sau chiếu cố nhiều hơn nhà ta bảo bối. An Lương đáp lại. Quách Vũ Tình cố ý nhổ nước bọt, thức ăn cho chó nhiều lắm, ta không chống nổi, đi trước một bước. Diêu Kỳ tán thành, ta cũng đi, chính các ngươi chậm rãi chơi. Chờ, các loại, Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình ly khai, An Lương nắm Lý Tịch Nhan nói, chúng ta cũng cũng trở về đi. Lý Tịch Nhan tất nhiên là bằng lòng, đúng rồi, ta phát hiện nay Thiên Kỳ Kỳ cùng Vũ Tình có điểm kỳ kỳ quái quái, các ngươi đang dở trò quỷ gì. Chương 2029, A Di, đã lâu không gặp. 4. năm Lý tịch nhan quả thật có chút tiểu hàm hàm thuộc tính, nhưng nàng càng nhiều hơn thời điểm phải không nguyện ý tính toán. Đối mặt Lý tịch nhan hỏi, An Lương tuyển rạch chính thật một giả trả lời. Ngươi biết mã anh Tuấn cùng quách nữ hiệp sự tình chứ? An Lương phản vấn. Lý tịch nhan nghi hoặc, bọn họ chuyện gì? Mã anh Tuấn truy quách nữ hiệp. An Lương nhắc nhở nói. Biết đến, nhưng không đùa, truy cầu vũ tình nhân không ít, mã mập mạp không quá được. Lý tịch nhan đáp lại người bỏ quên một cái yếu tố mấu chốt, hai người bọn họ là trung học phổ thông đồng học, ít nhiều có một ít tình cảm ở bên trong. An Lương nói rõ. Ô hát. Lý Tịch Nhan đáp lại, sở dĩ hôm nay là tình huống gì? Mượn đau giết người nghe qua sao? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ, vũ tình mượn ngươi giết mã mập mạp. Giống như. An Lương gật đầu, rất rõ ràng được rồi. Lý Tịch Nhan đáp lại nói, lại nói tiếp cái này mã mập mạp cũng rất nhàm chán, ta nhớ được vũ tình cự tuyệt hắn quá nhiều lần, hắn còn là dây dưa đến cùng. Lý Tịch Nhan nói tiếp, sở dĩ mã mập mạp buổi trưa đi trước thời hạn, chính là bị đã kích sao. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn mua thêm một cái túi. An Lương phản vấn. Hanh. Lý Tịch Nhan yêu kiều Hanh, cái kỳ 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 là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? An Lương phản vấn. Nàng muốn đi thịnh thánh sự tình, ta cảm thấy kỳ kỳ không thích hợp, nàng đối với ngươi quá quan tâm lý tịch nhan giác quan thứ sáu rốt cuộc phát hiện vấn đề an lương cười đáp lại bảo bối của ta ghen tị. hanh lý tịch nhan lần nữa yêu kiều hanh an lương nắm lý tịch nhan ngươi bây giờ biết bạn trai của ngươi rất ưu tú chứ nói đến đây an lương tiếp tục bổ sung bảo bối yên tâm ta và diêu kỳ trong lúc đó trong sạch ân ừ, ta tin tưởng ngươi lý tịch nhan đáp lại ta mỗi ngày đều nhìn kỳ kỳ nàng không có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc an lương không nói cái này lý tịch nhan quả nhiên vẫn là tiểu khờ khờ. Mỗi ngày nhìn lấy Diêu Kỳ còn hành. Trạng vạn sáu điếm nhất khắc, An Lương cùng Lý Tịch Nhan về tới Dưỡng Vân An mang tự điếm, lần này Lý Tịch Nhan chủ động khởi xướng liên minh trò chơi mời, đại khái là cảm nhận được Diêu Kỳ uy hiếp à. An Lương tự nhiên không có buông tha Lý Tịch Nhan. Liên tục hai cuộc trò chơi sau đó, An Lương cùng Lý Tịch Nhan mới chỉ có ở Dưỡng Vân An mang tùy tiện ăn một điểm bữa cơm. Ngày hôm sau, buổi sáng tiếp cận 9 giờ, An Lương cùng Lý Tịch Nhan ở Ma Đô Phi Trường Quốc tế cưỡi máy bay phản hồi Thịnh Khánh. Hơn 2 giờ sau khi hai người bình an đạt đến Thịnh Khánh Phi Trường Quốc tế, nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh đã đem An Lương Lamborghini Urus đưa đến Thịnh Khánh Phi Trường quốc tế. An Lương tự mình lái Lamborghini Urus, hắn hỏi thăm kế bên người lái tịch Lý Tịch Nhan, bảo bối chúng ta về nhà trước, hay là trước đi ăn cơm trưa? Lý Tịch Nhan đáp lại: Chúng ta đi trước ăn cơm trưa a, à, ta cho mụ mụ nói chúng ta đã đã trở về, buổi trưa cùng nàng cùng nhau ăn cơm. A Di ngày hôm nay đang làm việc sao? An Lương hỏi. Hôm nay là chủ nhật chứ? Ân, ừ, nàng ngày hôm nay trực ban đâu? Lý Tịch Nhan đáp lại. Hành, chúng ta đây đi trước A Di bên kia. An Lương lái Lamborghini Urus đi trước ngân hàng công thương Bắc Ngọc chi nhánh ngân hàng. Chủ nhật buổi trưa, Thịnh Khánh đường xá cuối cùng cũng không có kẹt xe. Không đủ 40 phút, An Lương liền đã tới ngân hàng công thương Bắc Ngọc chi nhánh ngân hàng. Hắn ở ngân hàng công thương bên cạnh tìm được rồi lưu linh bót chờ cây em, sau đó dừng ở sát vách. Lý Tịch Nhan sau khi xuống xe hướng ngân đi tới, ta đi gọi mẹ. An Lương gật đầu. Ở ngân hàng công thương Bắc Ngọc chi nhánh ngân hàng Trung, quản lý đại sảnh Đái Tỉnh nhìn lấy Lý Tịch Nhan đi tới, nàng chủ động chào hỏi, "Tịch Nhan, ngươi nghĩ." "Ân Ân, Tỉnh tỷ, tỉ, ta mẹ đâu?" Lý Tịch Nhan phản vấn. Lý Tịch Nhan từng tại bên này thực tập quá, đại gia đối với Lý Tịch Nhan đều rất quen thuộc. Đái Tỉnh đáp lại, "Ở hoạt động tín dụng bộ phận phòng làm việc, chính ngươi đi thôi." Lý Tịch Nhan đi tới hoạt động tín dụng bộ phận phòng làm việc, nàng gõ một cái mở ra cửa phòng làm việc, Lưu Linh nhìn lại, Lý Tịch Nhan hô, mẹ, ngươi bận rộn xong chưa? Không sai biệt lắm. Lưu Linh vừa nói, một bên đứng dậy, nàng mang theo màu rám nắng kinh điển lão hoa Louis Vuitton on the go túi tốt đi tới. Lý Tịch Nhan liếc một cái, thuận miệng nói rằng, mẹ, an lương cái tên kia lại cho ngươi mua một cái túi, vẫn là cái này một khoản, còn lại màu sắc. Lưu Linh trong lòng âm thầm rung lên, nhưng ngoài mặt bình tĩnh đáp lại, hắn tại sao lại lãng phí tiền? Ta và hắn ngày hôm qua đi dạo phố, thuận tiện mua lạp, người này cũng biết lấy lòng ngươi. Lý Tịch Nhan hừ hừ nói. Lưu Linh hiểu rất rõ Lý Tịch Nhan, nàng biết Lý Tịch Nhan không có ý tứ gì khác, nàng hơi chút tùng một khẩu khí. Buổi trưa ăn cái gì? Lưu Linh đổi chủ đề. Ta muốn ăn đậu hũ cơm, đốt tiêu gia vị đậu hũ cơm. Lý Tịch Nhan đáp lại. Ân, không thành vấn đề. Lưu Linh đáp ứng nói. Bắc Ngọc Chi nhánh ngân hàng phụ cận có một nhà cuối say đậu hũ cơm, trước đây Lý Tịch Nhan ngày nghỉ thời điểm, Lưu Linh liền thường thường mang Lý Tịch Nhan đi nhà bọn họ, sở dĩ Lý Tịch Nhan muốn ăn đậu hũ cơm. Hai người cùng đi ra khỏi Bắc Ngọc Chi nhánh ngân hàng, An Lương đang ở cửa chờ lấy, hắn chủ động chào hỏi, "A Di, đã lâu không gặp." Chương 2030, siêu thích trong nhà bể bơi. Năm, năm. Thịnh Khánh, ngân hàng công thương Bắc Ngọc Chi nhánh ngân hàng trước cửa, đối mặt An Lương bắt chuyện, Lưu Linh bình tĩnh đáp lại, "Là đã lâu không gặp sao?" đúng là đã lâu không gặp. Lần trước An Lương trở về tiễn dương mậu di xuất phát, hắn cũng không hề đơn độc cùng Lưu Linh gặp mặt, song phương thật đúng là đã lâu không gặp hắc. Đúng là. An Lương khẳng định đáp lại, đúng rồi, trong chúng ta chưa ăn cái gì. Lý Tịch Nhan nói tiếp, đốt tiêu gia vị đậu hũ cơm. Có thể, ở đâu? An Lương phản vấn. Lưu Linh đáp lại, đang ở phụ cận, chúng ta đi đi ngang qua đi mấy phút. Ân, ừ, ở phía sau lão xã khu trung, chúng ta đi đi qua thì tốt rồi. Lý Tịch Nhan tán thành. Tốt. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan đi ở phía trước dẫn đường, nàng không có ý tứ cùng An Lương đi cùng một chỗ, bởi vì nàng cảm thấy cùng An Lương đi cùng một chỗ, An Lương sẽ phải nắm nàng, nhưng nàng không có ý tứ ở Lưu Linh trước mặt bị An Lương dắt tay. An Lương cùng Lưu Linh theo ở phía sau, hắn nhìn thoáng qua Lưu Linh sách sâu tông lão hoa Louis Fui tông on the sách tay, hắn thuận miệng hỏi, A Di buổi chiều muốn đi ra ngoài làm việc sao? Lưu Linh phủ định đáp lại, có một phần tài liệu trọng yếu bất tiện thả ở phòng làm việc an lương nhíu mày lưu linh cái này một cái trả lời bao hàm một ít tin tức trọng yếu tài liệu trọng yếu bất tiện thả ở phòng làm việc ám chỉ phòng làm việc quan hệ phức tạp a di vẫn còn ở hoạt động tín dụng bộ phận an lương hỏi lưu linh khẳng định đáp lại ân lý tịch nhan đi ở phía trước thúc giục các ngươi đi nhanh một chút tới an lương đáp lại một tiếng năm sáu phút phía sau an lương theo lý tịch nhan đi tới ngân hàng công thương bắc ngọc chi nhánh ngân hàng bên cạnh một cái lão xã khu trung Lão xã khu trung một tòa nhà lầu một bị cải tạo thành cửa hàng, cái này một cái giường trên điếm chiêu là phúc khí đậu hũ. Phúc khí đậu hũ trước cửa bày đặt một ngụm nồi sắt lớn, trong nồi sắt chính là đậu hũ, một gã lão giả tóc hoa râm đang đánh gia vị, trong cửa hàng đã ngồi ba bàn người. Lý Tịch Nhan sử dụng thịnh khánh nói hô, hồ bá bá, ba bát đậu hũ cơm, một cái thịt dê lồng lồng, một cái rau trộn ba sợi. Lão giả tóc hoa râm nhìn thoáng qua Lý Tịch Nhan, tốt, bên trong ngồi, chúng ta năm nay bỏ thêm mấy điều hòa không khí, bên trong hóng mát một điểm tốt. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương theo Lý Tịch Nhan tiến nhập cửa hàng, trong điếm có 8 cái dài bàn, Lý Tịch Nhan chọn lựa góc vị trí, nàng và Lưu Linh ngồi chung một chỗ, An Lương tự nhiên ngồi ở bên kia. Chờ đợi sau khi ngồi xuống, Lý Tịch Nhan cho An Lương giới thiệu, một nhà này điểm đậu hũ cơm ăn thật ngon, ta khi còn bé liền tới quá. Lưu Linh ở một bên bổ sung, nhà bọn họ ở năm chín không liền khai trương, vẫn làm đậu hũ cơm. Cái kia chờ một chút phải thật tốt nếm thử. An Lương đáp lại. Đậu hũ cơm đi lên rất nhanh, chủ yếu là đậu hũ cùng trám liêu đã dự chế hoàn thành, chỉ cần múc để chứa đựng trong bát liền có thể lên bàn. Ba cái gia vị chấm điệp đều là đốt tiêu, phúc khí đậu hũ gia vị chỉ có đốt tiêu, cái này cũng là bọn hắn nhà đặc sắc phong cách. Lý Tịch Nhan mong đợi nhìn lấy An Lương, ngươi nếm thử. An Lương gật đầu, hắn đối với đậu hũ cơm không có đặc biệt yêu thích, chủ yếu là An Lương cảm thấy đậu hũ quá non nớt, dùng chiếc đũa gấp lên bất tiện. Bất quá phúc khí đậu hũ không già không phải non, thuộc về vừa phải phạm trù. An Lương gấp một khối đậu hũ để vào trám liêu trong đĩa, đang thưởng thức sau đó, may mắn một đời hệ thống cũng không có dành cho Mỹ thực thưởng cho chứng thực. Xem ra hay là bởi vì An Lương đối với đậu hũ không có đặc biệt yêu thích. May mắn một đời hệ thống sở hữu bình phán tiêu chuẩn, toàn bộ đều là căn cứ vào An Lương xác định, chủ quan nhân tố phi thường lớn. Như thế nào đây? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương gật đầu, còn có thể. Lý Tịch Nhan chính mình nếm thử một miếng, nàng thoáng cau mày, dường như có chút không hài lòng xem ra là trong trí nhớ mỹ hảo mùi vị trong trí nhớ là mỹ hảo mùi vị khi lại một lần nữa thưởng thức thời điểm mới phát hiện bất quá ngươi ngươi lưu linh an an tỉnh tỉnh ăn gần đến giờ phần cuối thời điểm lưu linh mới chỉ có hỏi an lương ngươi buổi tối ở chúng ta bên kia ăn cơm không ta tự mình cho ngươi xuống bếp lại đem chiêu này ra an lương trong lòng cười thầm lưu linh tài nấu ăn có độc nhưng dùng một chiêu này có thể đánh đuổi an lương sao tưởng đẹp an lương cố ý phủ định đáp lại không được không được, ta buổi tối muốn về nhà ăn cơm đây. Lưu Linh ánh mắt lộ ra tiếu ý, nàng một chiêu này lần nào cũng đúng, ăn lương luôn là không chịu nổi. Buổi trưa cái này một bữa là Lưu Linh tính tiền, ba bát đậu hũ cơm 24 đồng tiền, thịt dê lồng cái lồng 18 khối, rau trộn ba sợi 12 khối, như vậy giá hàng phi thường tiện nghi, dù sao ba người mới, chỉ có, ăn 54 đồng tiền. Sau cơm trưa, ba người hướng ngân hàng công thương bắt ngọc chi nhánh ngân hàng đi tới, ăn lương trước một bước mở miệng, tịch nhang, ta trước đưa ngươi trở về. Ở Lý Tịch Nhan trả lời phía trước, Lưu Linh thay thế Lý Tịch Nhan làm ra quyết định, ta chiều có chuyện tình cần xử lý, ngươi liền cùng An Lương trở về, ta muốn chừng 6 giờ trở về. Ô hát! Lý Tịch Nhan lên tiếng. Mấy phút sau, ba người trở lại bắt Ngọc chi nhánh ngân hàng bên ngoài, An Lương cùng Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh tách ra, An Lương trước đưa Lý Tịch Nhan về nhà. Ở trên đường thời điểm, Lý Tịch Nhan cầm điện thoại di động thao tác gia đình hệ thống trí năng, nàng mong đợi nói, rốt cuộc đã về rồi, ta siêu thích trong nhà hồ bơi. An Lương cười đễu đáp lại, ta cũng yêu mến bọn ngươi nhà hồ bơi. Lý Tịch Nhan sắc mặt trở nên hồng, ngươi cái này tên đại bại hoại lại đang suy nghĩ gì chuyện oai môn tà đạo. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện oai môn tà đạo? An Lương phản vấn.